Xin chào các bạn, hiện tại thì ngay trước mặt tôi đây là một bệnh nhân đến với tôi trong tình trạng là bệnh nhân đã từng nhổ răng khôn hàm dưới rồi. Thì sau khi thời gian là 1 đến 2 năm thì bệnh nhân quay lại là thì cái răng khôn ở hàm trên nó thòng dài rất là nhiều, nó gây ra hiện tượng rắt thức ăn. Sau khi mà tớ tư vấn và khuyên bệnh nhân thì bệnh nhân quyết định là xử lý cái răng khôn hàm trên để cho nó tránh ảnh hưởng đến cái khớp cắn. Và cái thứ hai là sau một cái thời gian mà nhổ cái răng khôn hàm dưới rồi thì cái răng hàm trên nó trồi xuống thì nó sẽ gây ra tình trạng là khớp cắn của bạn bị thay đổi, nên là bệnh nhân gặp cái tình trạng là sứt mẻ cái vị trí răng cửa ở hàm trên. Sau khi mà sứt mẻ thì tôi đã dán lại hai miếng dán sứ cho bệnh nhân ở răng cửa rồi, thì tiếp theo là tôi sẽ loại trừ cái nguyên nhân gây ra hiện tượng đó, đây là cái răng khôn ở hàm trên, để cho tránh cái tình trạng khớp cắn nó bị trượt ở phía trước. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành xử lý cái răng khôn này. Vừa rồi thì tôi tiến hành xử lý xong cái răng khôn hàm trên cho bạn ấy phía bên tay phải. Thì thật sự ra cái chân răng này nó cũng rất là khó. Nếu như bạn ấy tuổi bạn mà thêm khoảng 1 đến 2 tuổi nữa thôi thì cái chân răng nó đóng chóp lại thì nó là ba chân, nó rất là mạnh. Bây giờ hiện tại thì nó chưa đóng chóp thì mình nhổ ra rất là dễ. Nhưng mà đến một cái thời điểm mà các bạn ấy lớn lên một chút nữa mà xương nó đầy đủ và nó đóng chóp lại rồi thì thật sự những cái vị trí răng này nó rất là khó. Đấy, nên là tôi khuyên các bạn là trẻ là nên đi nhổ răng sớm hơn. Nhổ răng sớm thì nó sẽ mềm mại và nó nhẹ nhàng với mình hơn. Chứ còn nếu mà để mà thời gian nó quá lâu thì thật sự nó rất là cứng và đến lúc đấy là nó sẽ căng thẳng cho cả hai. Bảo Ngọc thấy nhổ răng khôn như thế nào em? Em thấy nhanh với cả không cảm giác gì. Không như cái răng dưới lần trước đúng không? Đấy, đối với những cái răng dưới ngày trước bạn ấy nhổ thì nó nghiêng 90 độ thì nó sẽ nhổ nó sẽ lâu hơn. Còn những cái vị trí răng hàm trên thì nó thường thường nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, anh sẽ dặn dò sau nhổ một chút nhé. Đấy là em sẽ kiêng ăn đồ quá nóng hoặc là những cái đồ mà quá phức tạp cho anh trong 1-2 hôm. Đấy, đến hôm thứ 3 thì sẽ ăn uống trở lại bình thường. Cái răng của em thì anh không kê kháng sinh đâu, em chỉ cần uống giảm đau cho anh thôi. Nếu chẳng hạn như mà khó chịu thì uống giảm cho anh viên giảm đau nhé. Đấy, tại vị trí này nó cũng bình thường thôi nhé. Đấy, mai một tuần sau thì quay lại để anh kiểm tra lại một lần nữa cái vị trí sau nhổ nhé. We'll be right back.